xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và trong thời gian với hè tập thì bé rồng băng của mình á đã rất là lớn rồi. Và bây giờ thì bé ấy đã có thể cho mình cưỡi rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà mình cần phải gắn cho em ấy cái yên cưỡi trước ấy. Nên bây giờ mình sẽ vô trong nhà để lấy và gắn luôn nha. Và về vấn đề giáp á thì mình vẫn chưa có thể chế tạo cho em ấy một bộ giáp đàng hoàng. Thế nên trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng vừa đi mine để tìm thêm kim cương để sắp tới mình sử dụng, và vừa tìm thêm nguyên liệu để làm một bộ giáp cho bé rồng của mình nhá. Cái này là rồng băng có cái làn da màu trắng á, cái bộ vải màu trắng, thế nên chắc mình sẽ không chế tạo giáp sắt đâu, như vậy tính sẽ bị trùng á. Mình dự định sẽ làm một bộ giáp rồng vàng cơ, mà vàng thì mình có nung được trong thời gian với hai tập là 16, trong đây còn được bao nhiêu đây, trong đây còn được 8 thôi, vẫn chưa đủ để chế tạo một set đồ rồng vàng. Chắc phải gán đi mai tìm thêm một ít vàng nữa rồi. Ở dưới đây còn một ít khoáng sản cũng như là thức ăn mình sẽ lấy hết nha. Rồi cắt vô trong đi. Thức ăn thì mình sẽ mang theo trong chuyến đi mai. Và đặc biệt hơn thì mình đã nâng cấp cái kỹ năng đào mỏ nè. Và giờ còn cấp độ cuối là mình có thể sử dụng được cái cúp kim cương rồi. Giờ mình đã có thể sử dụng cúp kim cương để đào rồi nè. Rất là tuyệt luôn á. Bên cạnh đó thì mình cần phải nâng cái gathering lên một cấp độ nữa. Rồi và hiện tại mình đã cấp 12. Và bây giờ thì mình sẽ đặt tên cho cái... Ui chết rồi. Mình còn thiếu cái building cấp 12 mới được. Vậy là mình nhìn nhầm rồi. Trời ơi. Phải building cấp 12 á. Vậy là còn 2 cấp nữa mới đặt tên cho bé rồng được, nên thôi tạm thời thì cắt cái tên ở đây. Và mình sẽ mang cái khiên này cũng như là chế tạo một món vũ khí khác. Tại vì khi sử dụng cái katana kết hợp với khiên á thì nó sẽ bị hiệu ứng đào chậm nè, tấn công nó không còn nhanh nữa. Thế nên mình sẽ chế tạo một món vũ khí khác đi. Và lần này mình dự định sẽ chế tạo một cây saber á. Nhưng mà mình cần phải chuẩn bị một ít sắt. Đầu tiên là chế tạo cây handle trước nè. Từ công thức handle thì mình sẽ đặt theo công thức kiếm thường kết hợp với một sắt ở đây là mình đã được một cây iron saber rồi. Uầy, cây này nó vừa có sức tấn công cao này, vừa có tốc độ tấn công cũng tương đối nữa, và có thể sử dụng được khiên nữa cơ. Đó, kết hợp hai thứ này thì mình sẽ chiến đấu tốt hơn. Và về mũi tên thì không biết mình còn nhiều không ta. Đây, mình có rất là nhiều mũi tên nè, nên mình sẽ mang theo cây cung này để dành tấn công mấy con skeleton nhá. Thuốc biến về thì mình sẽ lấy một lọ nè. Đồ ăn, ok, nói chung là đầy đủ rồi đó. Hy vọng rằng xuống dưới khu mỏ mình có thể nhanh chóng tìm được kim cương nhá. Vì ở nhà mình đã có sẵn một viên kim cương rồi, và mình cần phải có ít nhất là 2 viên kim cương và mang về chế tạo cái bàn enchant nhá. Rồi, trước khi đi thì mình sẽ đào số sắt ở đây mà mình chưa kịp đào nè. Lấy cái đuốc lại và cắm lên tiếp coi. Đó, để không thôi quái nó xuất hiện á. Phía sau này thì ý nè. Ở đây có một ít vàng nè, để mình khai thác vàng luôn. Được 4 hả? Ok, cũng tạm ổn đó. Hướng này mình sẽ thắp đuốc lên đó, tại vì cái này là ở phía sau cái đường đi của mình. Ui kẹt đầu. Cái này là phía sau đường đi của mình nên cần phải thắp đuốc lên để cho nó sáng sủa. Hướng này mình vẫn chưa khám phá nè. Mình chỉ đào ngang để có cái đường dẫn tới tầng 11 thôi. Và chỗ này coi có khoáng sản gì không. Không có gì hết. Ok, chắc bây giờ mình sẽ... có sắt nè. Có sắt ở trên đầu, lấy luôn. Có redstone hả? Cũng tạm ổn đó. Vì redstone trong đây cũng khá là cần thiết, với lại nó cho rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Mình cũng đang cần kinh nghiệm để nâng cấp thêm những cái kỹ năng á. Thế nên gặp thì chúng ta cứ khai thác mang về thôi. Bước này mình hình như chưa khám phá hết thì phải. Đúng rồi, mình chỉ thắp đuốc tạm thời thôi. Và mình sẽ khám phá nốt cái đường này luôn. Ui, đằng kia có một con gì kìa, nó đang bơi dưới lava, nhìn nguy hiểm vậy. Thôi thì tạm thời thì mình sẽ đào cái redstone trước nhá. Và thường thường gần lava thì sẽ rất là dễ gặp được kim cương. Và hy vọng rằng trong cái khu mỏ này sẽ có những viên kim cương nhá. Hôm bữa mình khám phá mình chỉ nhặt đúng một viên à. Nhưng mà không gặp được cái xe mỏ hay là cái quặng nào khác á. Nên mình cũng đi về, hôm nay quyết tâm rồi phải trở lại và tìm được kim cương thì mới quay về nhá. Ở đây có một cái hang nữa nè. Nó đang ở phía dưới mình, để mình coi con đó là con gì cái đã. Mình cũng chưa rõ hình dạng của nó nữa, nó cứ ẩn mình dưới lava hả? Không có xác định rõ. Kim cương nè.
Để coi nào, cái này cần 2 viên hả? Chắc mình sẽ đào. Ôi, chưa 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 chưa. Không nên vội, không nên vội, làm cái gì cũng phải từ từ. Rồi ok, đảm bảo an toàn. Mình sẽ lấy một viên này kết hợp với một viên trên nhà mình là được 2 viên, và mình có thể làm được bàn chế tạo. Và mình sẽ đặt ở đây một điểm là kim cương số 1. Đó, rồi khi nào mình có cái dòng gia tài, mình sẽ trở lại đây và khai thác. Như vậy thì mình sẽ có được nhiều viên kim cương hơn á, và cũng như là hiệu quả hơn. Chứ giờ khai thác thì nó cũng ổn lắm. Trước khi về thì mình sẽ đào thêm một ít cái redstone này. Và sẵn tiện đang may mắn nè, chắc mình sẽ khám phá một xíu nữa đi. Đang có hứng tìm kim cương mà biết đâu mình đi xíu nữa lại gặp thêm kim cương thì sao. Và con quái kia thì mình mặc kệ, miễn sao nó đừng quánh mình là được à. Tốt nhất là đừng nên cà khịa với con quái trong đây các bạn ơi, để không thôi là ha, nó quánh mình chạy không kịp á. Coi hướng này có nước ở trên, nó cứ chạy chạy xuống khó chịu ghê á. Chắc mình sẽ dập dập nước mới được. Đặt ở đây, đặt ở đây. Nó nghĩ ý dập ở đây nè, nghỉ chạy nhá, cắm thêm cây đuốc và tiếp tục đi thôi. Hướng này sao nhiều redstone vậy, tranh thủ có redstone mình sẽ đào luôn đi. Đó, nãy giờ đào được lên được cấp 10 rồi nè. Nếu cấp 10 thì mình có thể nâng thêm cái building một cấp nữa. 11 mới đủ, 11 mới đủ. Đào thêm một đoạn nữa là đủ chứ gì. Ở đây có sắt thì mình sẽ tranh thủ mình đào luôn. Đó, nãy giờ đào được mười mấy quặng. Mà ở trên vẫn còn nè. Ủa, mình nghe tiếng một con quái vật. Chưa nha, mình nghe tiếng con quái vật đang rất là gần luôn. Ủa, con nào ta? Thường thường mấy con quái vật trong đây mình có thể nhìn thấy tên nó trước khi nó gặp mình á. Ở đây có một cái xe mỏ cũng như là lưu ly. Mình sẽ lại kiểm tra coi. Chưa, lấy lưu ly trước cái đã. Để làm nguyên liệu enchant á. Đừng có hù nha. Trong này thì có bánh mì ăn được nè. Giáp đá thì không cần, có sắt thì sẽ lấy sắt luôn đi. Và mình cũng có thay đổi cái đường đi bằng những cái cầu thang á, để cho việc trèo lên trèo xuống của mỏ của mình nó dễ dàng hơn. Chứ không thôi mình đi từ từ thì nó sẽ rất là khó. Ở đây có thêm vàng nè. Ừ, càng nhiều vàng càng tốt, tại vì mình muốn chế tạo một bộ giáp vàng cho bé Rồng. Nhưng mà bên kia ai thổi kèn á ta, hình như có một con skeleton cầm kèn thì phải. Mấy con đó tay dữ chứ mạnh lắm nhá, đừng đùa, nó thổi kèn nhiều khi mình nghe em khác mình chết luôn ấy. Đập cái tên này ra trước đi, coi coi có ở đây không. Ui ui. Nước nó đẩy mình lên cái dính vô tơ hoài. Ở đây vẫn còn đường nè, tắt nước cái coi, nước khó chịu nè. Và có vẻ đây là đường cùng rồi. Chắc đây là đường cùng rồi đó các bạn ơi, để qua đây coi coi còn đường khác đi không nhá. Hết đường luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái vị trí ban đầu và tiếp tục khám phá cái khu mỏ này đến khi nào mà mình nhắm hết đường thì thôi nhá. Ủa, nhưng mà như trên này còn đường đúng không? Ừ, trên đây còn đường. Ôi, được được. Còn đường thì đi tiếp thôi. Nghe tiếng con skeleton cầm kèn rất là gần rồi. Ui ui. À, núp ở đây, núp ở đây. Định tấn công ta hay gì? Ý chưa 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 chưa. Phải cầm kim trước các bạn ơi, để không thôi nó bắn đỡ không kịp. Bắn bắn nè, bắn nè. Đó, các bạn thấy cây saber tốt chưa? Vừa có sức tấn công cao này, vừa có tốc độ tấn công tương đối nữa, nên tấn công mấy con skeleton cũng rất là dễ. Rồi, và hướng này cùng đường rồi. Giờ mình sẽ săn lùng cái con skeleton cầm kèn mới được. Nãy giờ thổi kèn tin tin mà không thấy ở đâu vậy ta? Kỳ lạ thiệt á. Mình cứ tưởng nó trên này cơ nên mình mới trèo lên á, ai về lên đây chả thấy nó đâu cả. Ấy trời, té. Trèo lên lại. Ơi ơi, đằng kia con gì cơ? À, creeper creeper nè, bắn vô đầu nè. Coi coi con này là con, à, cái con mà hôm trước mình bắt. Konnichiwa. Con Reaper ngộ vậy, đứng cái bên mình mà còn chưa kích nổ nữa, một hồi mới kích nổ. Ôi, em này gần chết rồi, bị con Reaper nổ ấy. Đây còn quái sản không? Úi, có Silver nè, lấy thêm Silver về luôn. Silver vẫn có thể chế tạo được giáp cũng như là vũ khí á, nên cũng rất là tốt. Và đường này có vẻ là vẫn còn. Wow, cái khu mỏ này tính ra cũng bự quá chứ. Nhưng mà giờ thì hình như cũng cùng đường rồi. Ê, có cái ổ nhện nè, để tranh thủ mình sẽ lấy, vừa lấy. Ê, nhện nhện
mình sẽ tranh thủ vừa lấy tơ nhện và vừa đọc cái spawner để sau này xuống đây nó an toàn. Định tấn công hả? Đâu có dễ. Rồi, đập được rồi nha. Và khi đập spawner thì nó sẽ rơi ra những cái hết đớt á các bạn ơi, những cái bụi trái tim. Đó, mình sẽ nhặt những bụi trái tim này để về và ghép lại tạo thành nó những cái mảnh vỡ và chế tạo thêm những trái tim bổ sung cái sinh lực cho mình á. Khi càng nhiều trái tim thì mình sẽ dễ dàng sống sót hơn. Chứ tim quá mấy con đây nó dễ đánh chết mình lắm. Và có vẻ là bây giờ đã cùng đường rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ khai thác cái số sắt này và trở lại cái đường đào để tiếp tục đào theo cách thông thường nhá. Và hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có đủ may mắn để tìm được thật là nhiều kim cương mang về nha các bạn. Rồi, giờ thì tiếp tục đào thôi. Mới đào được một đoạn thì mình thấy thêm một phần của cái khuôn mỏ rồi các bạn ơi. Úi, có con nhện đây nè. Nhện nè. À, nguyên một cái ổ nhện luôn. Đập nha, cho mấy con nhện nghe đẻ. Úi, nó rơi ra cả emerald kìa. Ôi xịn vậy, lượm emerald liền. Không biết đường bên kia còn gì không ta. Ráng băng qua cái mạng nhện này mới được. Con nhện nhện này nó canh chừng để lúc mà mình không thấy á, thì nó sẽ tấn công ấy. Và bên đây có một cái xe mỏ chứa rương nè. Không biết trong đây có gì nữa, đuốc gần hết rồi. Hy vọng cho thêm đuốc. Không có. Toàn là đường ray không à. Thì thông thường dưới khu mỏ sẽ có rất là nhiều đường ray luôn. Ơ, nè. Đây là những cái quặng trái tim nè. Mình sẽ vứt bớt những cái đá này đi, nhặt về. Nếu khoảng 9 cái như vậy thì mình có thể tạo ra một trái tim ấy các bạn ơi. Hơi bị xịn luôn á. Đường này vẫn còn. Wow, đây có sắt nè, mình sẽ đào về. Ở đây cũng là tầng 13 rồi nhưng mà nó bị hết đường rồi. Nên thôi chắc mình sẽ ngừng khám phá cái khu mỏ này và tiếp tục với công việc đào tìm kim cương nha các bạn. Đào được một đoạn thì lại gặp thêm một khúc của cái khu mỏ nè. Trời ơi, cái này nó cho mình đi sao ấy. Gặp thì gặp hết luôn đi. Đi được khúc là gặp, đi khúc là gặp. Và có thêm một cái rương chứa. Ủa, cái xe mỏ chứa rương nữa kìa. Và cùng nhau kiểm tra coi đằng đó có cái gì. Ủa nhưng mà ở đây hơi tối nha. Nó sẽ cảnh báo mình là sắp có con gì đó sắp tấn công mình ấy. Thôi kệ, tấn công thì mình quýnh nó luôn chứ sợ gì. Giờ mình đã có khiên với vũ khí xịn rồi mà. Trang bị thêm đuốc vô nè. Được thêm một cây cúp sắt để dành xài cũng được. Hướng này có vàng. Ok, vàng thì lấy được. Càng nhiều vàng càng tốt. Và bây giờ mình nghĩ với số vàng mà mình đang có nè, kết hợp với số ở nhà nữa, thì chúng ta đã có thể chế tạo được một bộ giáp cho bé rồng của mình rồi. Nên chắc mình sẽ khám phá thêm một đoạn nữa rồi trở về nha. Không nên tham quá, tham thì tham đó. Hướng kia thì không có xe mỏ chứa rương. Hướng này thì có mấy cái ui, té. Hướng này thì có quặng trái tim nè, mình sẽ lượm mang về được 3 cái rồi. Và đập những cái spawner lâu lâu nó rơi ra tiếp á, nên mình cũng có thể nhanh chóng có thêm mấy trái tim thôi. Ui, đây nè. Thổi kèn nè, này thì thổi kèn. Vẫn còn. À, thổi kèn nè, rơi ra kèn không? Ui, chơi mình chơi thổi kèn lén. Cái thằng kia có con chuột. Mình không. Ê, ư. Ui, con chuột nè. Này thì con chuột. Chuột trong đây nguy hiểm lắm các bạn ơi. Nó cắn nhiều khi là chết đấy. Chuột có độc. Còn quái giọt son môi nè. Này thì quái giọt son môi. Rồi lượm về luôn. Bứt bớt mấy cái đá này đi. Rồi. Trước khi về còn không yên với mấy con quái này nữa. Để mình đi thêm một đoạn nữa coi khu mỏ này còn cái gì đặc biệt không. Để mình khám phá nốt luôn nha. Ý hướng này vẫn còn con. À, quái ui, tấn công bất ngờ. Nó chơi tuyệt chiêu tấn công bất ngờ chứ. Rồi, và bây giờ mình cũng đã được khá đồ. Và chắc bây giờ mình sẽ dịch chuyển về nhà luôn nha. Rồi sau đó nhanh chóng nung những cái khoáng sản mà mình tìm được. Bây giờ cũng đang ban đêm rồi nè. Rồi, giờ thì mình sẽ ngủ một giấc. Rồi sáng thức dậy mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo của mình nha các bạn. Trong lúc chờ đợi nấu mấy cái khoáng sản ra, mình sẽ xuống đây để khai thác một ít hắc diêm thạch nha các bạn. Vì trong công thức chế tạo các bạn enchant á, thì mình cần phải có hắc diêm thạch cơ. À, nó lộ diện rồi nè. Này thì quái vật. Ủa, đây là một con quái vật khác, nó rơi ra quả bóng chất nhọn. Ui, vậy là ở phía dưới là một con khác nữa. Sephinis. Con ở dưới là con Sephinis gì đó.
Thôi kệ kệ nó đi, nếu mà mình nghĩ á, nếu mà mình không đụng vô nó chắc nó cũng không có quýnh mình đâu. Và rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cái việc khai thác cái diệp thạch để mang về chế tạo cái bàn enchant, cũng như là dư ra một mớ á, rồi mình sẽ làm cái cánh cổng địa ngục nha các bạn. Ở đây thì nhiệt độ nó hơi cao kìa, tại vì gần lava á, nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ vừa ngâm mình dưới nước và vừa đào thì chắc nó cũng không đến nỗi nào đâu. Ê, ê, ê. Ui. Tưởng đâu thân thiện, ai về không giữ. Bị bỏng. Hai con luôn nè, này thì quýnh mình. Sợ thiệt đó chứ. Ui ở đây nóng lắm các bạn ơi. Ok mình sẽ tranh thủ khai thác nhanh rồi trở về nha, để ông thôi chết cháy dưới đây á. Ui ở đó nóng thiệt sự luôn á. Bây giờ mình sẽ nhanh chóng trở về nhà thôi. Và mấy cái này nó nung xong chưa? Vẫn chưa xong nữa, như trên này nó không có lót chân ra hay sao ấy. Mà thôi kệ đi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào công thức chế tạo cái bàn enchant nhá. Hai viên kim cương của mình kết hợp với một quyển sách và bốn cát diệm thạch nữa. Đây, và cho vô bàn chế tạo thôi. Đặt theo công thức là kim cương hai bên, sách ở phía trên và hắc diệm thạch ở giữa và dưới. Đó, vậy là mình đã có được một cái bàn enchant rồi. Nhưng mà mình cần phải nâng cái phép thuật lên cấp độ thứ mấy ta? 12 hả? Từ từ thì mình dùng nó cũng được, nhưng mà riêng cái phần building mình phải nhanh chóng nâng lên nè để mình có được cấp 12. Và mình sẽ đặt tên cho bé rồng trước cái đã. Đây mình có tên rồi nha, đó chính là bé băng. Vì đây là rồng băng á nên mình muốn đặt tên là bé băng để sau này dễ gọi hơn các bạn ơi. Đây cho em cái tên luôn nè, coi có chưa, đó có tên rồi nè các bạn. Bé băng đó, 200 máu. Rồi, vậy là em đã có tên rồi nha. Sau này nếu mà mình có thêm mấy bé rồng á thì mình sẽ cố gắng đặt tên hết cho từng bé luôn. Và riêng về giáp thì mình sẽ tranh thủ lấy vàng ra, kết hợp với số vàng đang có ở nhà và chế tạo giáp rồng luôn nào. Đầu tiên thì mình cần phải có khoảng 3 cái khối vàng trước. Kế tiếp thì mình cần phải đặt theo công thức giống như vậy. Đúng không nhờ? Như là như vậy mới đúng. Đó, vậy là mình đã có được một cái áo giáp rồng vàng rồi. Không chần chờ gì, mình sẽ đem ra ngoài và mặc. Và để phục vụ cho việc khám phá thì mình nghĩ nên sắm cho mấy một cái rương luôn đi. Lấy ít gỗ ra nè. Mà quên mất. Trong đây thì mình cần phải có một cái cưa. Để mình coi công thức của cái cưa coi. Là, úi, công thức cái cưa ghẻ nè. Để mình làm luôn, để cưa gỗ cho nó dễ á. Đây mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy. Nó gì là mình đã có cái cưa và cưa gỗ ra thôi. Đó, cưa ra nè, được 8 cái ván. Như mình sẽ không bị lỗi giống như lúc trước á. Và chế tạo một cái rương. Giờ thì mình sẽ đặt cái rương cũng như là bộ giáp vào người em rồng nha. Cho em cái rương nè. Đó, có những cái ô chứa đồ phía dưới và một cái áo giáp rồng vàng. Wow. Đẹp thiệt sự luôn. Quay. Giờ thì mình đã có thể dẫn em rồng này bay lượn để đi khám phá rồi đó. Nhưng mà tạm thời thì cho em ấy ở nhà một xíu đi. Khi nào cần thì mình sẽ ấy sao. Rồi, lùi lùi lại xíu em ơi. Bị kẹt rồi, bị kẹt rồi. Áo áo. Bự quá cũng khổ quá. Rồi, đứng đây nha. Ở đây đi, một xíu khi nào đi khám phá thì anh sẽ dẫn. Còn giờ thì mình sẽ vô trong coi coi nâng cái phép thuật này lên một cấp nữa. Mình chỉ nâng lên được cấp 9 thôi các bạn ơi. Chắc cái bàn enchant này á, mình sẽ cố gắng farm thêm kinh nghiệm từ cái vườn của mình để nâng cái phép thuật này lên và đặt xuống sau nhá. Nhưng mà sẵn tiện mình đang có những cái quyển sách nè, mình sẽ kết hợp với gỗ có trong cái rương này nó để tạo ra những cái kệ sách chuẩn bị cho công việc enchant sắp tới. Công thức của kệ sách thì rất là đơn giản, nó giống như vậy. Đó, và sách ở giữa. Vậy là mình có được khoảng 6 kệ sách rồi. Bên làng còn rất là nhiều chỗ có kệ sách nữa. Từ từ mình sẽ mang về và phục vụ cho cái công việc cường hóa của mình nha. Và chắc bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Trước khi đi khám phá trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ lại đây lấy một ít cái da thuộc này. Khoảng 8 cái đi. Một ít cái sợi chỉ để chế tạo ra những khối len và một cái cục vàng. Đó, sau đó thì mình sẽ đổi ra len nè và kết hợp với vàng cũng như là da thuộc để tạo ra một cái ba lô nha. Khi có cái này thì mình sẽ có thêm cái không gian chứa đồ á, phục vụ cho việc khám phá tiện lợi hơn. Mình sẽ cất thêm thức ăn vô trong, chỉ cũng sẽ cất vô đi, nhiều khi nó cần. Da thì mình sẽ cất lại ở nhà.
Đồ lọc nước thì mình sẽ giữ lại bên cạnh, thuốc biến về thì cũng mang vô ba lô nè, bàn chế tạo cũng vậy. Mình nghĩ nên cất như đây thôi, và giờ mình sẽ lấy lại ba lô. Mình nghĩ là nên ngủ một giấc, rồi sáng thức dậy mình sẽ cưỡi cái bé băng á, rồi đi khám phá nhá. Hy vọng trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể gặp được nhiều thứ đặc biệt hơn, và chắc mình sẽ mang về thêm một quả trứng rồng nữa để trong ngày hôm nay mình sẽ ấp thêm rồng nhá. Trước khi đi thì mình sẽ làm ngụm nước sạch coi. Lọc nước ra cái nè, uống ngậm nước. Ui hello bé Hu nha. Bé Hu là nhà mình các bạn ơi. Rồi lên đường thôi bé băng. Hôm nay coi nào. Hôm trước thì mình đã khám phá ở hướng phía dưới rồi hả? Hôm nay thì đi về phía trên đi. Ok, đi về phía trên cũng được đó. Và bay từ từ thôi nha. Vậy nhanh quá nó lót không có kịp đấy. Và hướng bên này có một tòa tháp hả ta? Mình không biết có nên đánh chiếm tòa tháp này không nữa. Ơ mà khoan, rộng biển kìa. Mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của bé băng. Phúng. Đóng băng chưa, đóng băng chưa? Ui nó chạy mất tiêu rồi. Nó chạy mất tiêu rồi. Ủa hay là nó chết rồi ta? Nhiều khi nó chết cũng không chừng á. Đây tạm thời cho bé băng ở đây nha, đừng có đi khơi nha. Rồi mình sẽ xuống dưới coi coi nè. Ủa ui chết không phải, bé Văn vung chết con cá ở đây rồi, con cá rơi ra lưu ly nè. Vậy là con rồng biển nó vẫn còn sống ấy, hơi hơi căng thẳng đó. Và chắc mai hôm nay mình sẽ khám phá cái tòa tháp đó luôn đi, tại vì lúc mới vào mình đã thấy nhưng mà chưa có đủ can đảm để ra ngoài khám phá ấy. Rồi giờ mình sẽ qua đây coi coi trong tòa tháp này sẽ có cái gì. Ở đây nha. Ui ui em ở đây nhá. Nhảy qua đây một cái. Ây da, ở bên đây thao. Ui có kệ sách nè. Mang về liền để chế tạo những cái kệ sách và sử dụng trong việc enchant á. Rồi lấy nè cái này nè. Ui nhiều vậy. Vậy là dư sức chế tạo mấy kệ sách rồi. Hướng này ở phía dưới vẫn còn, vẫn còn kệ sách và những cái rương. Để mình coi coi trong rương sẽ cho mình que táo hả? Ok chắc mình sẽ lấy táo thay vì bánh mì nhá, tại vì táo thì mình có thể chế tạo được táo vàng ấy. Trong này có gỗ nè, lượm hết luôn. Ngoài này thì sao? Ủa trong này nó chỉ có vậy thôi hả? Mình cứ tưởng trong đây phải có cái gì dữ dằn lắm chứ. Cái này cũng như một cái tòa tháp mini vậy đó, tòa thành mini vậy. Ui đằng kia cũng còn cái gì nữa kìa. Ở đây nhiều cái bí ẩn lắm, để bây giờ mình sẽ parkour và lên với bé băng mới được. Parkour. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi. Đằng này có cái chỗ có trứng rồng. Lại là một tòa tháp nữa. Mà lần này tòa tháp trên đảo bay. Wow. Coi coi tòa tháp này sẽ có cái gì nào. Chưa chưa để mình tìm chỗ cho bé. Ê, ê, ê. Ủa sao mắc máu vậy? Hình như mình bị kẹt hay sao á. Rồi, bé băng ở trên đây đi. Ở đây có cái glowstone nè, nhưng mà đây là cái bẫy nhá. Các bạn để ý đi, nó sử dụng cát nè. Lỡ mà mình đập cái cát đè xuống cái nào mình cũng bị chết ngạt á. Và chắc giờ mình sẽ ăn cho no bụng. Rồi đáp xuống phía dưới cái. Đó. Ui sao sương mù lên rồi. Hình như trên này cao quá nó có sương mù á. Và phía này thì không có gì hết. Rồi trượt xuống. Từ từ, để ông ta bị mất máu á. Trong này có gì không? Ui ui trong này có spawn nữa. Đập lẻ. Định xuất hiện cái gì? Mình sẽ lượm những thứ cần thiết như là bandage, hết rớt, redstone lượm luôn đi. Ở đây có vàng nè. Mà không có qua bên kia được. Có cách, có cách. Có cách hết. Mình sẽ sử dụng những cái ván gỗ này để che nhá, để không thôi là nó sẽ bị rớt á. Nhưng mà cái này là cái bẫy nè. Ở trên kia có quá trời sỏi luôn ấy. Đập này ra trước đi. Rồi đào này gì cho chắc cú nhá. Nó. Thiệt sự đó là một cái bẫy đấy. Chưa chưa qua đây cho chắc nè. Rồi đào ra. Lụm. Ê. Hình như nó đang tròn mà hay sao ấy. Đúng không? À không, cái này không phải tròn. Rồi lấy thôi. Nước xém nữa là đẩy mình xuống dưới rồi. Ây, chặn nước lại. Đặt thêm một block bên đây cho chắc nè. Rồi. Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Mấy con quái giật hết cả mình. Đâu cả đàn xuống vậy.
Đừng đỡ chứ, đánh nhau thì cũng fair play đi, chứ đánh hội đồng gì sao được. Rồi lấy cây đốt này lên, cầm cho cầm cầm chỗ sáng nhá. Ấy, trèo lên. Ui. Ui, tầm ba cô mình không tới rồi. Chắc không phải sử dụng sự trợ giúp của xô nước quá. Đặt xô nước cao cao lên. Đó, và thắp cây đuốc để cho sáng nè. Và ui. Ui, con quái đến đây hồi nào vậy? Ui, cái phần đầu mình dính thương, chấn thương rất là nặng rồi. Chắc mình phải sử dụng cái bandage thôi. Mình sẽ hồi cái phần ốc. Định bắn chúng tôi này. Nguy hiểm thiệt sự. Giờ mình sẽ hồi cái phần đầu lại các bạn ơi, tại vì phần đầu rất là quan trọng ấy. Lỡ mà headshot là chết luôn á. Và còn gì hồi máu không? Chết rồi. Hết phần chỉ thương rồi, cái phần chân của mình nó bị chấn thương rất là nặng luôn ấy. Đập spawner nè, coi có nào núp núp đây không. Thủ thủ sẵn cái khiên để ông tôi nó bắn rồi mà không có kịp đỡ đó. Rồi và bên ngoài mình đã khám phá xong, bây giờ mình sẽ tiến sâu hơn vào bên trong của tòa tháp nhá. Được, ý trời ơi, mình đu xuống từ từ mà không được rồi. Rồi và à, ở đây là một cái ngai vàng nè, nhưng mà ở dưới có nhiều quái quá. Ui. Chưa 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 chưa, trong kia có quái mạnh lắm. Cơ thể mình đang bị chúng chúng chấn thương rất là nhiều rồi. Ai ai, từ 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 mấy anh ơi. Hồi máu lên cái. Chưa hết mà căng thẳng vậy, bắn phát nổ tùm lum luôn. Cái gì? Đừng 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 đừng, chỉ thương liên tục, chỉ thương liên tục. Đọc 20 mấy giây lần đó các bạn. Còn không, còn không? Phần đầu mình sắp sắp xong rồi. Vui gì căng vậy? Nè, phần đầu mình có một, còn có nửa trái tim thôi á. Ui, chúng độc thứ dữ rồi. Độc này không biết độc gì nữa mà tới 20 mấy giây, gần 30 giây lận. Căng thẳng thiệt sự. Rồi, phần đầu mình đã chữa được một phần rồi, bây giờ mình sẽ lấy lại ba lô. Chắc phải dùng cung quá. Bắn. Bắn người nè, một tên. Hai tên. Ba tên. Đó 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 đó, cái đó là cái tên. Cái tên cầm đầu gây ra hiệu ứng cho mình đó. Dám đùa. Còn tên nào nữa? Đỏ cung không? Ui ui, kìa 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 kìa. Còn con zombie được cùng hóa. Mình không để cho nó thấy được lắm thôi là nó sẽ phát nổ đó. À, vẫn còn sống hả? Vẫn còn sống hả? Ui, tính ra không ổn cho lắm. Đỏ cung không? Rồi xuống 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 luôn các bạn ơi. Xuống luôn xuống luôn xuống luôn. Oh no. Ui, có kim cương trong đây nè. Đúng rồi, tương tàn nhau đi, tương tàn nhau đi. Mình phải đánh nó nhanh đi, không thôi nó xuất hiện thêm ấy. Ai vậy? Ui, đâu ra ngoài vậy? Chết chết chết, này tốt quá. Ừ, đúng rồi, bắn nhau đi, bắn nhau đi. Lợi dụng cơ hội các bạn ơi. Lợi dụng cơ hội tấn công cả hai. Vậy mình sắp chiếm đoạt được kho báu rồi. Nhưng mà khoan, trong này là cực kỳ nguy hiểm. Nén cái này lại trước. Tạo ra cái khối cứng cứng để đứng đi. Nghi lắm, cái này giống cái bẫy lắm. Toàn là sỏi không à. Đúng không? Nè, cái này là cái lỗ mình rớt dưới nè. Nhưng mà cái này có phải là kim đầu tiên không ta? Sao tự nhiên lại sâu ở đây? Đào luôn. Ủa, sắc thiệt, sắc thiệt. Wow. Ê, cái này sắc với kim cương thiệt nè. À, thì ra đặt bẫy cho anh mình. Đập cái này lẻ không thôi, chết đuối. Đập cái này lẻ không thôi, chết đuối. À, trời ơi, sập bẫy rồi. Oh no. Sập bẫy rồi các bạn ơi. Sập bẫy. Cái ba lô mình lấy lại mới được. Ủa, sao nãy mình múc nước rõ ràng các bạn có thấy là mình múc nước không được không? Ở dưới nước là mình không được múc nước hay sao ấy? Được nè. Hồi nãy mình định làm giống như vậy nè, là dưới nước chúng ta có thể đổ xô nước ra múc lại, nó sẽ hồi oxy á. Mà rõ ràng nãy mình dùng cách đó nhưng mà lại không được.
buồn thiệt sự luôn, làm chết quen hết mạng à. Không sao, dù sao mình cũng đã trở lại và lấy lại đồ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cách đi ra ngoài khỏi cái tòa tháp nguy hiểm này nhá. Biết lắm mà, chị mà cũng để sập bẫy nữa. Rồi giờ thì lấy lại đồ nè. Mình nghĩ nên đặt ba lô xuống á. Đặt cái này xuống. Đặt ba lô xuống cái nè. Cất bớt đồ vô trong đi, để nhặt thêm mấy thứ trên này. Và hồi lại oxy bằng cách cũ. Ê, đó đó đó, được nè, thấy không? Nãy là lỗi kỹ thuật thôi, giờ thì chúng ta cùng nhau ra ngoài nha. Nhưng mà ở đây không có đường hả? Không có đường thì sao ra ngoài? Làm liều, đập nhanh. Rồi, có đường chạy. Vô, rồi. Cuối cùng cũng có đường đi ra rồi, cắm cây đuốc đây cho chắc nè. Và đạp thử bên đây coi. Mình không tin là không có đường ra đó. Ok, bây giờ mình sẽ đào từ từ mò cái đường ra nha các bạn. Chứ giờ là mình mất phương hướng trong này rồi. Có đường ra rồi nè. Rồi, giờ thì trèo lên trên thôi. Không biết bé rồng còn trởn không ta. Ui, bé rồng vẫn còn. Nhưng mà giờ trời cũng tối mất tiêu rồi. Ui, suýt nữa thì toàn. Giờ thì bắt cua nhanh lên trên thôi. Đặt một lắp dưới. Và mình sẽ trèo lên trên cái nha. Rồi về em ơi. Hôm nay khám phá tới vậy thôi. Và trước khi về chắc mình sẽ ghé qua chỗ mấy cái trứng rồng á, để mình lấy thêm một ít cái quả trứng mang về á. Chưa lấy thêm sâu nước nè. Ít thịt ăn hồi dưỡng sức khỏe coi. Rồi cất những thứ lên tan tinh đi. Và lấy lại ba lô và đi lấy trứng rồng nào. Mình sẽ đi về hướng chỗ của trứng rồng. Ủa không, cái này là tòa tháp. Nên né rồng hồi quá nó quýnh chạy không kịp á. Mình sẽ đứng ở trên cao nhất. Đó, tại vì trứng rồng Arthur sẽ nằm ở chỗ cao nhất các bạn ơi. Lấy nè. Bên đây là thuốc Recon. Chắc một xíu mình phải chế tạo một cái amulet quá. Để có gì mình còn dẫn bé rồng về nhanh á. Chứ giờ mình dịch chuyển là bé rồng còn y nguyên ở đây á. Ở dưới còn đồ. Khó à nha. Thôi kệ, chỉ có dưới gần xíu ba cô lên trên cũng được. Ở trong này có một cái khiên, một ít trái táo vàng, một cuốn sách. Super PE 3 là gì ta? Subject chứ, cái này chứ không phải subject, chứ không phải super. Chưa biết nữa nhưng mà cứ lấy tạm đi. Này có một áo giáp sói vàng nè. Mấy cái đó chắc sắp tới mình cũng đổi ra mấy cái vòi vàng ít quá, để cho nó có thêm vàng sử dụng thôi. Chứ thôi mình không có vàng mà dùng trong thời gian sắp tới nữa. Rồi lấy thêm đồ về. Lấy thêm cái yên cửi nè. Và vậy là trong đây không có kim cương rồi. Được cái Burning Thorn 2 nè, lụm luôn. Yên cửi. Rồi mình chỉ lấy như đây thôi nha. Và chắc bây giờ mình sẽ trở về thôi các bạn ơi, để ngủ một giấc á. Rồi sau đó chế tạo một cái amulet cho bé rồng luôn thôi. Mình đã trở về nhà và cho hết mấy cái đồ mình tìm được nãy giờ vô trong cái ba lô rồi. Giờ mình sẽ kết hợp một ít cái sợi chỉ nè, ngọc Ender. Và... Ủa đâu mất tiêu rồi. Một cục đá cội đây. Và tạo ra một cái amulet theo công thức giống như vậy. Đó, một cái amulet. Và bây giờ khi mà mình muốn dẫn em rồng về nhanh đúng không, chỉ cần bắt em lại vô trong cái amulet và sử dụng cái khả năng dịch chuyển từ lọ thuốc hoặc là cái map á. Đây, dịch chuyển về nhà nè. Đó, là mình đã có thể mang em rồng về một cách cấp tốc rồi. Và sau chuyến khám phá này thì mình có thêm một khối kim cương, tức là 9 viên kim cương đó các bạn ơi. Làm giàu không khó thiệt á. Và mình sẽ cố gắng thăm thêm kinh nghiệm để có thể đặt được cái bàn enchant này trong thời gian sớm nhất. Rồi giờ thì mình sẽ lấy cho mình hai cái solava, sau đó mang lên trên đó để mình tiến hành cái công việc ấp trứng rồng nhá. Mình dự định sẽ chuyển hệ các bạn ơi. Ở đây có mỗi trứng rồng Arthur nè, mà ấp trứng rồng Arthur thì cần phải đặt ở một nơi khá là cao. Vùng này mà đặt cao thế nào nó cũng bị đóng tuyết hoặc là đóng băng á, thế nên nó sẽ bị trùng hệ. Và mình sẽ chuyển một xíu từ Arthur, mình sẽ chuyển hẳn sang rồng lửa và sẽ có hai hệ, đó chính là băng và lửa. Nghe có vẻ rất là hấp dẫn đấy.
Và chỗ ấp trứng rồng thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi, đó chính là khu vực này. Nó cũng khá là đủ xa để mình không có đốt mấy cái cây gần đây á. Đặt hai xô ở hai hướng đối diện nè. Kế tiếp cho quả trứng rồng Ather vào giữa. Chỉ cần chạm vào một cái để cho cái quả trứng rồng bắt đầu cái quá trình chuyển hệ thôi. Và mất khoảng vài phút để cho một quả trứng rồng như vậy chuyển hệ đó. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vào trong nhà uống nước đầy đủ cũng như là chuẩn bị thêm đồ để chào đón bé rồng lửa nha. Ui, mới đi ngang khu này cái bị con quái vật đây bắn phát chết queo luôn. Mất thêm mớ kinh nghiệm nữa thì cái tình đó bất cẩn xíu đâu, trong đây quái vật ăn thịt mình à. Và coi coi mình có mất gì không ta. Cái bé rồng vẫn còn nè, cúp vẫn còn nè, chỉ mất kinh nghiệm thôi. Sợ thiệt luôn á, chưa về tới nhà đã ngỡ mày. Rồi giờ thì mình sẽ về nhà và chờ đợi cho quả trứng rồng chuyển hệ nha các bạn. Ui, ủa cái đèn bò ok, nói chung là đầy đủ rồi đó. Hy vọng rằng xuống dưới khu mỏ mình có thể nhanh chóng tìm được kim cương nhá. Ủa đèn bò mình mới dẫn về. Ủa trong đây con nào ăn thịt bò ta, kỳ lạ thiệt á. Rõ ràng mình có dẫn một đàn bò về nhà để nhân giống ra mà chưa gì hết đã bị thịt rồi, không biết ai thịt nữa. Trời đất à. Ủa là sao trời. Cất mấy cái này vô trong đi. Bó tay luôn á, có mấy con bò chưa kịp thịt nữa đã bị người khác ăn rồi. Đúng buồn luôn. Chắc là phải dẫn thêm về trong thời gian giữa hai tập nữa quá, chứ giờ đâu còn bò đâu để nhân giống. Không biết nuôi bò trong nhà được không ta? Để mình tìm cách nuôi bò vô trong nhà đi, chứ để ngoài nhiều khi mấy con quái vật buổi tối nó gình gình lại nó ăn cắp á. Và quả trứng rồng đã chuyển hệ rồi các bạn ơi. Ui tuyệt. Ui còn là trứng không mà vẫn biết ăn nè, mình cho ăn hiện tim các kiểu luôn. Được á nha. Rồi và trong thời gian với hai tập á, mình sẽ cố gắng đứng đây canh chừng cái quả trứng, không để cho những con quái tiến lại gần phá hủy quả trứng này nhá. Và mình sẽ cố gắng chuẩn bị thêm những món đồ xịn sò để sắp tới chúng ta cùng nhau nâng cấp và cường hóa nó lên. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.